Ta có một thủ thuật để tạo công cụ panel chứa sẵn nội dung. Có thể tạo panel theo cách thông thường. Nhấp trái icon panel, thả vào nền canvas. Nhấp đôi và nhập 50. Ta có một panel chứa văn bản 50. Có một thủ thuật nhanh hơn, ta đã từng áp dụng với Common and Number Slider. Nhấp đôi nền canvas, một cửa sổ Herman xuất hiện. Ta nhập dấu ngoặc kép, sau đó nhập văn bản mà panel cần hiển thị. Ví dụ nhập Divide, panel sẽ được tạo với văn bản Divide. Có thể nhập các nội dung sau các dấu ký văn bản và dấu ký tính toán. Cửa sổ Herman sẽ gợi ý Component được tạo. Ví dụ nhập cộng 2, cửa sổ Herman sẽ gợi ý Component Addition. Hay có thể nhập nhỏ hơn 6 để tạo Component Smaller Than. Tất cả thủ thuật này giúp ta tạo Component nhanh chóng hơn. Các thủ thuật thường xuyên được sử dụng là Panel và Number Slider. Ví dụ nhập 4 nhỏ hơn 20 nhỏ hơn 25 để tạo một thanh trực có giá trị từ 4 đến 25 và mặc định với 20. Kết thúc bài 8. Retroactive.